Dài dài sợi gà, mềm thơm hương trứng, caro sợi gà, nhà nhà đều thích. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin nhanh 24 giờ của Ống kính hậu trường. Cuối cùng thì Rap Việt cũng đã hoàn thành 6 tập của vòng chinh phục và bước vào vòng đối đầu với một trận chiến quyết liệt và dữ dội. Sức nóng của Rap Việt vì vậy ngày một nóng hơn và trở thành một trong những chương trình được mong đợi nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, Rap Việt là chương trình truyền hình đầu tiên chiếm được lượt xem trực tuyến cao nhất Việt Nam. Bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng của dàn thí sinh, thì điều mà khán giả quan tâm không kém là các giám khảo, huấn luyện viên cũng như Trấn Thành qua 6 tập thì chừng nào mới thay đồ. Không để mọi người phải chờ đợi nữa, tất cả mọi người đều đã thay sim y trước khi sang vòng đối đầu rồi. Nếu như MC Trấn Thành vẫn trung thành với trang phục vest lịch lãm, thì hai giám khảo và 4 huấn luyện viên lại xúng xính với nhiều phong cách cá tính khác nhau. Để không uổng công khán giả mong ngóng, các nhân vật quyền lực trên ghế nóng thay luôn từ 2 đến 3 bộ đồ. Thế là khỏi ai thắc mắc chừng nào họ mới thay trang phục nữa rồi nha. Cùng Ống kính hậu trường soi giá các bộ trang phục trong tập này nào. Trang phục của Karik. Sau bộ trang phục phi hành gia vũ trụ trong những tập trước, thì tập này Karik lại xuất hiện như một chàng soái ca với set đồ phi nhung, giống như lời MC Trấn Thành chặt chém. Tuy đơn giản nhưng lại có giá khủng với một thương hiệu lớn là Saint Laurent. Nam rapper sở hữu vẻ ngoài đầy cuốn hút này đã chọn cho mình một chiếc áo thun đen đơn giản của nhà Saint Laurent JustaTee với giá là 7.200.000 Việt Nam đồng để làm nổi bật lên chiếc áo sơ mi phi nhung khoác ngoài cũng của nhà Saint Laurent Radiant Dye Velvet Shirt trị giá hơn 26.300.000 Việt Nam đồng. Karik chọn cho mình một chiếc quần skinny Python Destroy handmade rách nhẹ gói đơn giản với giá là 1.300.000 Việt Nam đồng để làm nổi bật lên đôi boot kim sang hột lựu từ nhà Saint Laurent Grister Finish Boot có giá lên tới 25.500.000 Việt Nam đồng. Tính sương sương set đồ đến từ nhà của Saint Laurent, lần xuất hiện này của Karik tuy đơn giản nhưng cũng lên đến con số 60.300.000 Việt Nam đồng. Cùng bộ trang phục này, Karik trông như một soái ca thật sự, vừa lịch lãm cũng vừa năng động chất trẻ. Trang phục của Suboi. Bóng hồng duy nhất trong làng rap Việt Queen of Rap Suboi luôn khiến khán giả phát ngất vì gu thời trang ngầu lòi, chủ yếu là màu đen của mình. Trong tập phát sóng lần này, Suboi xuất hiện trở lại vô cùng đáng yêu khác với nét lạnh lùng thường ngày. Cũng với một chiếc quần thoải mái rộng rãi chất liệu da bóng của All About Him Midnight Club Oversize Leader Pants có giá là 4.150.000 đồng, cùng một chiếc jacket high-end seal corduroy đình đám trị giá là 10.500.000 Việt Nam đồng. Đã làm tôn nên vẻ đáng yêu vốn có của cô nàng nhưng cũng không làm mất đi chất riêng của cô. Dường như là dù với set trang phục nào thì có một loại phụ kiện không thể thiếu mà cô nàng luôn lựa chọn cho mỗi lần xuất hiện của mình. Có vẻ như Suboi khá thích những đôi boot da, khi thì cổ thấp, khi lại cổ cao, khi màu trắng, lúc lại màu đen. Lần này cô chọn cho mình một đôi boot trắng Dress White Boots trị giá là 1.385.000 Việt Nam đồng cùng một phụ kiện đeo cổ của Miss Behave Em White Pearl Plus Curling có giá là 8.800.000 Việt Nam đồng của nhà thiết kế Binz. Tính sơ qua thì tổng giá trị outfit này của Suboi là 24.835.000 Việt Nam đồng cùng với sắc đen mà cô nàng vốn chọn cho mình khi ngồi trên ghế nóng. Trang phục của giám khảo Rhymastic. Trong những tập phát sóng vừa qua, giám khảo Rhymastic đã làm khán giả dậy sóng vì độ mặn lòi của mình và đề nghị nam giám khảo tham gia thách thức danh hài ngay. Tuy hài hước như thế nhưng nam giám khảo này lại cũng khá chăm chút về vẻ ngoài của mình đấy nhé. Trong tập phát sóng lần này, Rhymastic chọn cho mình tông màu đồ đỏ hot hòn hot nhưng cũng đơn giản và trẻ trung như phong cách hàng ngày của anh chàng. Với chiếc quần jean Shadow PT52 size Button Wash trị giá 1.150.000 đồng. Anh chàng phối thêm cho mình một chiếc áo Leader in the Club YT có giá là 360.000 Việt Nam đồng. Điểm nhấn là ở chiếc áo sơ mi khoác ngoài thổ cẩm của Pamento Patchwork Banada trị giá lên tới 15.500.000 đồng. Phụ kiện là điều không thể thiếu, nam giám khảo chọn cho mình đôi giày basic trắng Nike Air Force One Mid có giá là 2.779.000 Việt Nam đồng. Tuy nhiên cũng không thiếu phụ kiện tông sù tông với chiếc áo khoác ngoài, với chiếc kính Verdiani có giá 12 triệu đồng. Wow, vậy là tuy trông có vẻ đơn giản trẻ trung, nhưng Rhymastic cũng khiến khán giả trầm trồ về khả năng phối đồ của mình. Tổng thiệt hại của set đồ tuy không lớn bằng Karik, chỉ là 32.289.000 Việt Nam đồng, nhưng cũng khiến nam giám khảo chiếm trọn spotlight rồi đúng không nè. Trang phục của JustaTee. Nam giám khảo đình đám trong làng rap Việt JustaTee được biết đến với nhiều đóng góp cũng như những sản phẩm từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Việt. Xuất hiện với vai trò giám khảo ngồi ở vị trí cao nhất, JustaTee cũng rất chú trọng đầu tư cho những bộ trang phục của mình. Trái ngược với tông màu nóng của nam giám khảo mặn lòi ngồi kế bên là Rhymastic, thì JustaTee chọn cho mình một set đồ mang màu hơi lạnh một chút cùng với một chiếc quần jean đơn giản Trendiano Casual Jeans trị giá là 3.100.000 Việt Nam đồng, cùng với một chiếc áo khoác ti cơ bản của môi điên có giá là 490.000 đồng. Chắc chắn là nhiều bạn cũng sẽ săn đón chiếc jacket mà JustaTee diện trong tập này là Recycled Planet Denim tương đối bắt mắt. JustaTee cũng phối cho mình một đôi giày tương tự Rhymastic là Nike Air Force One Glow với giá là 2.669.000 Việt Nam đồng và chiếc túi trống hoa tai trị giá là 690.000 đồng. Điểm nhấn của JustaTee là khuôn mặt lãng tử của anh chàng. Anh chàng lựa chọn cho mình một chiếc kính mắt khá mắc tiền đến từ thương hiệu Cuborium Max N4BM. Với set trang phục tương đối nhã nhặn và thu hút này, Rap Việt thu hút quý khán giả không chỉ ở những bài rap, những trận đấu nảy lửa mà còn là cách mặc đồ phối đồ của các huấn luyện viên ban giám khảo, trong đó nổi bật là JustaTee. Trang phục của Binz. Bad Boy yêu màu hồng ghét sự giả dối Binz sau bộ trang phục khiến dân tình náo loạn trị giá hơn nửa tỷ, thì trong sự xuất hiện lần này, giọng ca Big City Boy xuất hiện vào vai đúng chất trai thành phố. Nam ca sĩ sau chương trình đã có thêm khá nhiều fan girl vì sự ngọt ngào và chân thành của mình. Anh chọn cho mình chiếc quần Dell Paper kết hợp với Van Gogh Cargo Troubles có giá là 4.700.000 Việt Nam đồng, cùng một chiếc áo thun trắng mặc trong Oversize Bulab One có giá là 4.99.000 đồng. Dường như các chàng trai đều có chung cho mình sở thích là khoác ngoài cho mình một chiếc áo sơ mi thật ấn tượng. Binz chọn cho mình một chiếc áo tông màu nóng Necessity Diet Clay Shirt nổi bật có giá lên tới 20 triệu đồng. Sau cùng là phụ kiện, lần này Binz chọn cho mình phong cách đơn giản hơn lần xuất hiện trước với đôi giày Timberland Mastermind có giá là 7.200.000 Việt Nam đồng, cùng với một chiếc kính cũng cùng với brand với nam giám khảo JustaTee là Kubora Max K5 Champion trị giá là 9.100.000 đồng. So với outfit lần trước thì outfit lần này có vẻ đã nhẹ nhàng về giá cả hơn khá nhiều, cùng những món phụ kiện cũng đơn giản hơn để phù hợp với set đồ. Nhưng dù là bộ trang phục nào đi nữa thì nam rapper Binz vẫn toát lên vẻ lãng tử và quyền lực của mình. Cũng theo như các giám khảo và huấn luyện viên, Rap Việt hứa hẹn là một sân chơi để lan tỏa đam mê rap đến với các bạn trẻ yêu thích dòng nhạc này. Bên cạnh đó thì giới trẻ cũng sẽ học hỏi được về thời trang, phong cách cũng như cách phối đồ cực ngầu và có chất riêng của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bản tin của Ống Kính Hậu Trường. Đừng quên nhấn like, share video và cùng subscribe theo dõi kênh Ống Kính Hậu Trường để cùng cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.